Ê, ê, khỏi mở đó. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Mình là Sơn Thạch Nguyễn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Giả Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Đấy, thì ngày hôm nay là anh em mình tiếp tục quay trở lại gia đình anh cựu học sinh của thầy hiệu trưởng nha các bạn, anh Manuel. Thì hôm nay là lên đây là cũng có một cái món quà là vô cùng ý nghĩa, đúng không anh Thạch? Đúng rồi. Một món quà là của mạnh thường quân, của một mạnh thường quân hiện đang sinh sống và làm việc tại California ở Mỹ nha các bạn. Là gửi tặng gia đình anh ấy là một chiếc máy bơm nước để bơm lên cái trang trại để cho anh ấy có thêm cái thu nhập trồng trọt để mà nuôi các con, cũng như là sau này anh ấy trồng trọt được. Anh ấy là một người hiểu biết rất nhiều trồng trọt anh ạ. Anh này hôm trước anh cũng lên đây một lần rồi. Dạ. Cũng thấy anh này là một người chịu khó, siêng năng làm việc và cũng biết được việc để làm. Đúng rồi. Thì một cái món quà này là để cho anh bơm nước từ ngoài suối lên các bạn, là sẽ làm mở rộng cái trang trại của anh ấy ra. Còn sau này thì ít hôm nữa thì là mình sẽ nhờ anh ấy là đi tất cả những cái bản anh em mình đang giúp đỡ đấy, là sẽ nhờ anh ấy là chỉ cho những người dân đấy là biết được cái cách trồng trọt, vì anh ấy cũng trồng trọt rất là nhiều rồi. Nhưng bây giờ là hiện tại là vào mùa khô mùa nắng ấy là không còn được, nên là trang trại của anh ấy chỉ có mùa chanh và mía, đúng không anh? Mía và chanh thì hôm nhiều. Chanh thì hôm kia là anh em mình cũng đã giải cứu rồi. Thì bây giờ là xuống là sẽ gửi tặng anh ấy một cái món quà rất là ý nghĩa này. Là mình sẽ nhắc lại là cũng có một mạnh thường quân xin phép được giấu tên, hiện đang sinh sống và làm việc tại California, Mỹ. Thì bây giờ là anh em mình sẽ đi vào trò cho các bạn. Thì do voi và nặng quá nên hôm nay em Châu và cùng em Danny là hiện tại cũng đang đi vận chuyển vật liệu, hoàn vật liệu là chuyển vận chuyển thường xuyên, cho nên là đây chỉ có ba anh em mình, voi thì hơi nặng. Em xin tạm biệt gia đình đấy, các anh đủ mang ghê là. Dạ. Em tao thấy người cút và caro, thì bây giờ mình sẽ lùi xe đi vào phía trong để lính cho đỡ nhẹ nha các bạn. Thôi bây giờ để anh lỡ. anh lỡ. Ok. Không biết anh ấy có ở nhà hay không ấy. Thừa mở như thế này giặt ở nhà thôi. Đấy, đi vào hôm nay là tiền hơn. Thì ở rính là phải đợi công rính vào đây các bạn. Người thì ít. Voi thì rất là nặng. Voi 100 mét các bạn. Đấy, bây giờ cũng đã đến nơi các bạn. Đấy, không thấy ở ai ở đâu cả. Bố ta đi. Nhà không có ai à? Không thấy ai đâu cả. À? Chắc là đang ở dưới trang trại đấy. Ta đi xuống là ta xem rồi. Quán thì phải đưa này ra mở ra đây. Bây giờ sẽ lấy bơm ra nha các bạn. Sáng nữa anh. Sáng nữa. Nhớ tối nay có đủ không biết. Đấy, anh em mình cùng quên mua nhớ đấy các bạn. Ở trong xe con tương này không biết có đủ không. Mình mua 1 lít mà. Sáng thì đây rồi. Ê, sao tao thì đây đi. Đấy, bây giờ là đi xuống nhanh nha các bạn. Đấy, trang trại thôi nhưng cũng là khổ vậy đấy các bạn. Vì là mua khổ mà. Đấy. Cùng cây anh đẩy đó, anh cây những cái hôm anh lên đây. Tránh vượt được dư bẩn con nhiều. Không được, anh em mình chở rất là nhiều đây. Một bì đầu tiên này, sau là hai xe ba gác này. Mấy gì nó còn vang cái cây đây. Đấy, đứng cỏ mà. Mà làm gì hết được đâu. Thấy các bạn, vẫn cay lên nhưng mà khổ quá ấy. Mà nó trông khoai lãng nhưng mà chạy hết các bạn. Không còn được cái chạy hết rồi. Đặt khổ như thế này, khổ. Giờ còn được cái tưới để cho anh ấy trông trọt đấy. Sau này là đi chỉ dẫn những người dẫn ở đấy là mở rộng khai thác trông trọt đấy các bạn. Vì anh ấy là hiểu biết rồi. Đấy. Mà anh này anh chịu khổ nhá. Chịu khổ chứ. Cả một cái vườn một mình anh ấy. Một mình cả vườn hai vợ chồng. Đấy, cà chua này. Cà chua bây giờ cũng khổ đấy các bạn này. Khổ hết luôn. Đây, khô đi. Không còn được ấy. Khô hẹo rồi đấy này. Đấy. Ừ. Một dài cá chú như thế này thì dài răng rạc như thế mà không còn được. Bây giờ mình mua voi về là bơm lên đây rồi thì cũng rất là tiền đấy, ngày để mà sử dụng.
Hải Chánh thì bây giờ cũng con này có ít rồi thôi. Đâu nhiều. Hôm kia anh em mình là giải cứu là một bao tải để sóng, ngày mai đây là hai xe ba gác các bạn. Thì bây giờ là cũng con có ít rồi thôi. Con phía đâu này, ít cái phía cuối đâu thế này. Còn nhiều. Không chắc đâu. Sáu em cái này luôn, giải cứu phải lần nữa. Không để một lần nữa để xem thế nào. Để làm cho anh lần nữa. Đâu thì đây đi. Em bắt nào. Chắc đang làm trong vườn mía đấy các bạn, không thấy đâu cả. Ở dưới đá lửa mới này. Ở tránh như đá lửa mới các bạn ấy. Tránh tứ thơi đúng không? Ở tránh trái mua đấy không đấy, cái quả này. Thế lại đá một lửa nhỏ tiếp rồi. Nhanh thật đây, đây. Úi giời. Vừa mới hải hôm kia thì hôm nay này. Tránh thì tránh ăn quanh năm này. Không, tránh trái mua này là bán được cái này. Tránh mà trái mua là bán được nhé các bạn. Thì anh ấy làm đấy thì cũng bán là cũng vừa đủ để mua giống với là cho con cái ăn học đấy các bạn. Thì cũng là rất là vất vả, cho nên là hôm nay mạnh thường quân là quan tâm và giúp đỡ thì cũng tốt cho anh ấy. Một người là hiền lành siêng năng mà chịu khó và chia sẻ vào trong. Chào anh nè. Quay tan đi. Quay tan đi. Quay nút cơ. Ơi, đang hình như đang lột lá mì ở phía trong đấy các bạn. Qua la đi. Úi giời, mía thì bạt ngàn luôn. Úi đây, vào đây không mặc áo dài đây. Thấy con mía đỏ này. Úi những cây rất là bự. Thấy như cái như giống cái té này. Hình như cái té luôn. Mía đây. Bỏ ta đi. Tao đi final đi. Ô, cơm ê! Quay anh Đúc cơ! Ô, anh này đang lột làm biển rồi nha các bạn. Cơm ê! Quay anh Đúc cơ, cơm ê! Cơm ê! Đang lột làm biển đấy các bạn. Đang ta... Dạ, ta qua gì? Quay anh đã. Jata quasi. Ui mía các bạn ơi, những cái mía này trời thẳng đuột luôn. Nhìn vào đấy thấy cái mạt gì mà này. Bằng đầu cổ tay luôn nha các bạn. Đấy, này. Ui giời. Này nó rất là to. Ê, c'est bon. C'est bon chef. C'est bon. Yeah. Sí. Es que ahora a tirar folia, ¿eh? Sí, tirar folia para él crecer más. Ah, está bueno. Sí. Đấy, anh này là biết làm đó. Những cái mía rất to và thẳng đắp nha mọi người. Đấy. Chứ không để là để lại cho thầy đâu. Lột hết. À, tá bom. É assim que se tira. Lá tudo também, né? Tudo tá. Ah, tudo já tiraram? Sim. Ok. Sim. Assim já é limpar para ele crescer. Depois despejar já água para ele crescer mais. Ah. É. Assim falta ele vai ir mesmo. Ok. Sim. Vai ir. Y él se limpa así. Đấy, vườn mía nó rất sạch sẽ và thoáng mát các bạn, ngồi trong nó rất là mát. Anh ấy là lột lá hết thôi. Đấy, những cây mía này. Đúng, những người có học biết làm là rất là đẳng cấp. Đấy, sau này là anh ấy sẽ là tương lai sẽ hỗ trợ cho tất cả những cái bản nông nghiệp đó các bạn. Mình sẽ nhờ anh ấy đi giúp đỡ những cái bản xung quanh. Đấy, có kỹ thuật hiểu biết nhiều hơn. Nó sẽ trồng được những cây mía rất đẹp. Đây này, những cây mía này. Nhìn anh ơi. Trời ơi, cái mía này. Giống cái té đúng không? Đấy, băng cổ tay luôn nha các bạn. Ui ui. Đấy, những cái mía đẳng cấp luôn. Tá bem, muito grande. Muito grande, chef. Muito grande. Assim, você sabe muito. Sim, sim. Você sabe muito, depois fazer cana bem. Tá bem, sim. Bên này là mía loài màu khác này. Ui giời. Esse tem muito grande. Cana? Sim. Esse de are branca? Esse é o outro tipo. Ah. Esse é o outro. Esse tá doce? Ui giời, đây là màu khác con này. Đấy, đây là màu nâu, đây là màu đỏ, đây là màu trắng. Ba loại, bốn loại. Ba bốn loại mía luôn. Tá bom, assim, melhor. Sim, ali também tem mais outro tipo. Ah. Aqui também tem mais outro tipo. Aonde? Sim, esse aqui. Esse também é outro. Ah. Mais leve esse. Isso aqui. Có cái mía vậy chứ giống cái trúc cái này. Có cái mía này giống cái trúc các bạn. Giống như cái mình gọi là cái trúc cái té này. Anh ơi, này. Cái như trúc này. Ô mano, isso outro. Esse é outro tipo. Esse é outro tipo. Yeah. É, esse aí. É mais mole, mastigando. Esse é mais mole. Mais mole? Sim.
À, giống thì mấy giống cái trống quân này. Nhưng cái màu giống như cái trống quân nha các bạn. Em lên đâu mới thấy đấy, đủ màu thật nha các bạn. Đỏ này, vàng này, đấy xanh này. Come. Ui giời, vai aqui. Vai aqui ainda. Hello brigada. Vai aqui ainda. Na sora ya. Hello brigada Marcelo. Na sora. Đấy là con của anh hiệu học sinh nha các bạn, anh Manuel. Đấy em bị bạch tạng ấy. Bệnh bạch tạng. Đấy. Nhìn rất thương, rất tồi nha các bạn. Nó sợ ra. Khóc. Nó sợ ra nhá. Nó mới sợ ra. It's my phone đi. Daddy. Dạ dạ. Nó sợ ra đi bố tí đã bu lại sao nhá. How do you? How do you đấy khóc. Rất là thương các bạn. Hôm nay quên lên mua ít bánh ấy ngay. À trong túi cặp mình hình như có bánh ấy, tí nữa mình sẽ cho cái bánh. Oggi è sin. Oggi è si tem uma boa voodoo vietnamita. Sì, sì. Fica là do American do California. Do California. Sì, sì. Do California. Quero oferecer para ti. Muito obrigado. Essa é uma coisa. Muito obrigado, chefe Tony. Até. Não posso agradecer. Prender um peixe dos outros do vietnamita. Nos oferecer esses artigos para nós andar se alimentar bem. Vamos centrar na água. Esses ali andam nos dá para nós se alimentar. Plantamos repolho, cebola, cenoura, tomate, tudo. Aquela coisa toda. Sim. Nós temos força para trabalhar, mas agora precisamos de ajuda. Conforme o chefe Toninho nos ajudou, com a motobomba, vamos tentar o que a gente para ver se o nosso país também desenvolve. Sim, e o Deus nos ajuda de cada vez mais. Sim, senhora. Muito obrigado, chefe Toninho. Muito obrigado. Para o país dos outros da Vietnamita, nos ajudarem com esses. Com esses artigos aí, das motobombas, para nos ajudar nas nossas fazendas. Muito obrigado, chefe Toninho. Muito obrigado. Deus vai te agradecer. Muito obrigado. Sim, senhor. Nós aqui dançamos assim. Sim, senhor. Sim, senhor. Muito bom, né, cabana? Sim, senhor. Este é o meu sobrinho. Ah, sim, é que me ajuda para trabalhar aqui na fazenda. Ah, sim. Sim, senhora. Sim. Esse assim, esse não é para mim. Tá bem. Esse são do povo do Vietnã, então quero oferecer para ti, para misturar aqui, para crescer, depois ter dinheiro para ficar comida, para muito obrigado, filho. Muito obrigado, chefe. Muito obrigado. O que você está a fazer, Deus é que vai agradecer. Nós não vamos conseguir. Em nome do Pai, do Espírito Santo. Até ninguém que vai conseguir. Então, para o país dos outros, virem nos apoiar aqui no nosso país de Angola. Não é fácil. Não foi fácil. Deus é que sabe tudo. E o chefe Tony, Deus vai te agradecer para toda a vida. Muito obrigado. Que faz a tantas vezes, chefe Tony. Terás mais anos de aceleração. Sim, senhor. Inclusive o adepto que eu deixo. Sim. Já tá bom assim. Tá bom. Obrigado. É coisa aqui para depois você misturar. Tá. Eu já venho aqui, depois vou ver o vídeo. Sim. Depois sim. Ele quer ajudar você para que mistura esse aqui. Tá bem. Para girar. Tá bem. Depois tem comida, tem tudo a crescer, fica tipo de verde. Tudo verde, rama, fica verde. Não fica seco para traga. Tá bem. Sim, anh ấy là cũng là biết làm rất là nhiều việc ở trang trại các bạn. Chỉ có là cái nguồn kinh tế khó khăn, không có cái nguồn đầu tư cho các bạn, nên là cũng là phải làm theo cái thuần theo tự nhiên đấy, thuần đâu thì làm đấy, mưa thì làm theo mưa, khô thì trồng ít tránh như thế này thôi, chỉ còn đấy thôi. Dạ xin tao không đấy thì giống tuổi thì mình cũng có một ít keo đấy, keo bánh nha các bạn. Đấy, chỉ có keo thôi. Thường là mình đi cái mồm có keo để gặp cái con. Thường đi nào đóng xe thì vì xe mượn cho nên là anh em mình chỉ bỏ một túi thôi. Đấy, hôm kia thì cũng có mua ít sô cô la và kẹo đấy. Dạ, Taki, olay, mulasa nhá, mulasa, đấy, sô cô la ở đây thì rất là nhiều. Mình này đi siêu thị để mua để bóng xe đấy, đi làm thì thi thoảng ngắn cái kẹo nhanh nhanh này. Dạ, Taki nhá. Falo obrigada. Không phải, dạ, Taki nhá. Falo obrigada. Olá, Taki. Falo obrigada. Segura sim. Ok, fica bem, já. Nó sô ra mai, já. Toma Sico. Yeah. Esse para aguardar depois para comer, já para depois dar ir mal, já. Falo obrigada. Já? Sim. Falo obrigada, Marcela. Đấy, thì hồi bây giờ sẽ mở máy. Já, fica bem, já depois, já. Sim. Agora ajuda a abrir.
Đấy, voi đang còn nguyên đá nguyên kia này. Aqui manga era, aqui tem 6 metros. Muito obrigado sim. Muito obrigado. Sim. Não. Đấy, đang còn nguyên đá nguyên kia này các bạn, bọc ra đây. Đấy, hôm kia thì con cũng tăng bến bàn anh quản lý một cái thôi. Đấy, ui giời. Mới tính luôn, nó vô luôn. Đấy. Đấy. Đấy, ui giời. Đấy các bạn, đang còn mới này. Nguyên đá nguyên điền từ ốc vít này. Đấy. Esse tá novo já? Muito obrigado, chefe Doni. Muito obrigado. Yeah. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Ai, tira essa coisa. Aí. Aí, hôm kia là bên bản anh quản lý cùng một cái như thế này nha các bạn. Đấy. Novo luôn. Muito obrigado, muito obrigado. Yeah. Muito esse obrigado. Tá aqui para depois cursa. Sim, vai ser manga lá para cursa água aqui. Tá bem, chefe. Yeah? Tá bem, chefe. Yeah. Não, Deus, não. Meu Deus. Agora vamos trabalhar já. Vamos trabalhar. Sim. Sim, sim. Muito obrigado, obrigado. Aí, giờ là về bỏ nhớt vào, bỏ sáng vào. Esse aqui são novo. Sim, senhor. Sim, senhor. Hôm nay là nhớt chắc là không đủ đâu ấy. Anh em tao lại đưa lên nhớt. À, mót ra chị. À. Đấy thì nhớt ở đống xe đó các bạn, cho nên là esse ai sớm cũng đủ ấy. Đủ, sớm cũng đủ thôi. Vì hôm kia là anh em mình cũng mua một trái thế này mà hết đấy các bạn. Hôm nay bên này thì không biết có đủ hay không. Đấy. Xin nó vay, xin nó xây bà xe cao nào. Tá bem, tá bem. Sim, senhor. Nó xe gái, tao đi bôi với. Tá bem, tá bem. Ô liu nè. Nhớ đấy, xong rồi tự bật ống đổ vào ấy. Toán ấy. Anh đổ cho hết luôn đi. Sim. À, đúng. É, sim, sim. Nghiêng. Nghiêng đúng. À đâu có nghiêng đâu. Esse tá bom? Hả? Tá no nível, tá bom. É. Đấy thì thử xé như thế nào nhé các bạn, nếu không đủ thì để nhưng mà bơm nước lấy để nặng đấy, cái đồ tải nặng. Sì, 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 ngày hôm nay mà sì, không sì. Hủ được được sì. Thì các bạn thì ngày sì. Mai là mình sẽ đưa nhớt lên nhanh cho đầy đủ nhé các bạn. Không sì. Giờ bây nổ cho chạy rô đá thôi, cho chạy số đá. Ôi, đá số gasolin. Dạ. Hãy để em muốn ghe về bỏ, em muốn ghe về thì cái gì cũng biết. Đấy. Esse sabe muito esse? Ele sabe, sabe, sabe. Đấy, TV, tủ lạnh, điện đóm nó biết hết. Đấy. Bây giờ sẽ thử máy nha các bạn, nếu mà nhớt mà không đủ đấy cũng đảm bảo đấy thì phải để ngay mái để đưa lên nhớt cho đủ để cho anh ấy được lên voi cho đây thôi. Esse aqui. Esse aqui. Sim, sim. Sim, sim. 100 metros. Tá bem, muito obrigado. Sim, sim. Obrigado, chefe Tony. Ah, ali já só sim. Não tá muito. 100 metros para meter lá no rio para cursar aqui. Sim, sim. Para despejar água aqui. Para ir buscar água de boa mistura. Tá bem, tá bem. Muito obrigado, muito obrigado. Đấy, thử nổ nha các bạn. Thử nổ xem thế nào. Để cho cân bằng chứ không. Ê ê, hết một rồi. Grande Chapirinho! Grande Elvis! O Jundê Vieira! Água agora ali! Obrigado, muito obrigado, Jundê! Chapirinho, nos trouxe de material! Vamos trabalhar já! Vamos trabalhar! Chạy nó đá là về để chạy cho để chạy một vài tiếng các bạn vì máy mới máy nó còn mới mà. Tá bom, né? Tá bom, tá bom, chefe. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, chefe. Agora vamos trabalhar já com força. Vamos ver, chefe. Vamos ver, chefe. Vamos ver, chefe. Vamos ver, chefe. Sim, sim, sim. Yeah. Muito obrigado, chefe. Luta, agora vamos trabalhar já. Mariana, Mariana. Tá bom, né? Tá tudo bom. Esse aqui liga, liga aí, tá na boa. Sim. Liga aí aqui. Esse já são ligar. Tá bem, tá bem. Esse agora bloqueia. É assim. Muito tốt, esse é novo. Tá bem, tá bem. Tem que ligar para ele ficar sozinho assim ainda. Tá bem, tá bem. Para ele novo, só trabalhar depois, beijar de óleo assim. Tá bem. Amanhã de manhã eu vou trazer óleo de novo. Tá bem, tá bem. Para depois meter, depois ficar trabalhando. Tá bem, tá bem. Agora ainda não. Tá bem, tá bem. Để cho anh ấy là sẽ cho chạy rô đá cái trong cái nhớt này các bạn, xong ngày mai sẽ đổ cái nhớt này ra, xong rồi mình sẽ đưa nhớt mới lên đổ vào, xong đó là hướng dẫn anh ấy là nước lên và bơm cho toàn bộ vườn ở đấy để cho anh ấy trồng trọt. Ui. Ê, tao nói.
Rất hợp lý các bạn. Giờ để nó chạy thâu đá thôi, nhưng mà giờ mà nổ liên thì mua máy mới rồi để chạy thâu đá đó. Đúng kinh nghiệm từ bên bản lang đá lá đấy các bạn. Đấy. Xin được phun bác cái đó. Đấy, chẳng gá lại hàng gá lại các bạn thôi. Nó chạy thế này thôi. Để ngày mai chạy nhớ mới bao. Esiso Ficatara Balasiso. Để xài khi bà lì gà quán hòa cao đê gà cho linh á. Để bôi ạ. Abre óleo, beija de óleo. Amanhã vou trazer óleo de novo depois. Puxa de água e por aqui para ficar bom por isso. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, naquela que não é. Pega aí ainda. Vem, filha. Tá cuidado não? Fala, tá bonito. Tá bonito, filha. Fala. Tá bonito? Bonito? Chua. Đấy thì ok các bạn, thì hôm nay mình cũng thay mặt Mạnh Thường Quân, người Việt Nam hiện đại đang sinh sống và làm việc tại California ở Mỹ, đã gửi tới bà gia đình anh Manuel, anh cựu học sinh của thầy hiệu trưởng, là một chiếc máy bơm cùng như voi đấy các bạn. Đấy, voi 100 mét voi mới tinh. Đấy. Còn Nguyễn Kiền thì cũng là để sẽ giúp đỡ anh ấy là trong những cái ngày tháng sẽ mua khô các bạn, nó sẽ làm được trang trại và sẽ phát triển hơn. Dạ. SEO dương mai mà về SEO sống đủ bộ Việt Nam ta mà kể đâu phải sẽ và tí. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, chef Tony. Agradecemos para esse o país de Vietnã que então para nos ajudaram com esses motobombas para nos ajudar aqui nas fazendas, para nós não sofrer mais com a comida, repolho, tudo. Cebola, tudo. Tomate, sim. Epa, sim. Até inclusive os adeptos, até cana, limões, outras coisas de verduras. Sim, sim. Agradecemos muito para este nosso país que está nos ajudar, dos outros do Vietnã, é que nos ajudaram para nos oferecer essas motobombas para nós trabalhar com força. Okay. Não temos como que nós agradecer, o DG que vai agradecer só. Muito obrigado. Luta mesmo para o chefe Tony, para então este o teu país para nos apoiar aqui. Yeah. Nosso país de Angola. Muito obrigado, đấy. Muito obrigado. Thì hôm nay là nhớt là cùng anh em mình đưa lên con thiếu các bạn, thì cùng bảo anh ấy là cho bây giờ hiện tại chỉ chạy thâu đá thôi. Ngày mai là mình sẽ đưa nhớt mới đến là sẽ thay vào và để cho cùng anh ấy là sẽ làm tưới đấy để mà làm lại vườn và trồng được nhiều cái rau củ quả nhiều hơn. Sau này là anh ấy sẽ đi và từng bản một đấy là sẽ hướng dẫn cho người dân ở đây. Thì một lần nữa là mình xin thay mặt gia đình anh ấy là gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Mạnh Thường Quân giấu tên, hiện đang sinh sống và làm việc tại California ở Mỹ, đã gửi tới món quà vô cùng ý nghĩa và thiết thực dành tới cho gia đình anh ấy, là một người rất là hiền lành và thông minh. Ok các bạn, thì video của mình hôm nay cũng xin phép được kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáo Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi nha các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Đây là chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Obrigado, obrigado. Ok. Obrigado. Já. Ok, já melhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, chefe Tony. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Sim, sim. Obrigado, meu sobrinho. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui o nome do chefe. Aqui é chefe Tony. Aqui o nome do chefe. Eu sou a Figo. A Figo. É, deixa eu ver. Cảm giác lần đầu tiên được sử dụng cái máy mới tính nha các bạn. Dạ, tất xin tạm ơn. Sí, ya mình hàm cá đây các bạn để cho chạy đấu đá đã. Esi para ficar para para sim. Sí, sí, sí. Para deixar depois ele vai. Já de chef. De novo tem que ficar assim. Por vez de óleo. Sí, sí, sí. Vou meter de novo. Amanhã eu vou trazer já. Muito obrigado, muito obrigado, chef. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok. Sí, sí. Sí, tá bom. Tá bom, chef. Tá bom, obrigado, 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 obrigado. Sí, senhora. Sí, senhora, sí, senhora. Sí, senhora. Filha, vamos agradecer. Era bomba, minha filha. Já? Vamos trabalhar já, minhas filhas.